Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp theo của bài dịch Bitcoin và Ether dưới góc nhìn của nhà đầu tư. Bài dịch này được dịch bởi tác giả Hainus, bản dịch từ tài liệu BTC cộng EAT, An Investor Perspective của CoinDesk. Và ngay sau đây sẽ là nội dung. Tiềm năng công nghệ. Bên cạnh vai trò như một kho lưu trữ, Bitcoin cũng có tiềm năng công nghệ rất là lớn. Một mặt, Bitcoin đang mở ra một phương thức truyền thông tin hoàn toàn mới, nơi dữ liệu người dùng không nằm dưới bất cứ một sự giám sát hay là thao túng nào. Đồng thời, bộ mã cố định của Bitcoin cũng giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và tăng cường mức độ bảo mật. Tuy nhiên, chính sự cố này đang hạn chế tiềm năng ứng dụng của Bitcoin. Đội ngũ đứng sau Bitcoin đang rất nỗ lực trong việc cải thiện tập lệnh của crypto này. Tuy nhiên, Bitcoin hiện vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi, dù tiềm năng thanh toán và bảo mật thừa hưởng từ các blockchain không phải là bàn cãi. Bản nâng cấp Taproot sắp tới dự kiến sẽ giúp tăng cường bảo mật giao dịch Bitcoin và cải thiện cơ chế hợp đồng thông minh, các quy tắc giao dịch tự động. Thêm vào đó, các nhà khoa học cũng đang hy vọng một số dự án như là Sovereign và Mint, một loại ngôn ngữ lập lệnh mới, sẽ cải thiện tính linh hoạt của các hợp đồng thông minh Bitcoin. Qua đó khuyến khích các bên thứ ba thử nghiệm các tính năng công nghệ mới trên Bitcoin. Những thay đổi kể trên sẽ gây ra ít rủi ro cho mạng lưới vì mỗi đề xuất nâng cấp sẽ đều phải trải qua các quy trình kiểm định nghiêm ngặt, chưa kể đến khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận từ cộng đồng thợ đào và người dùng. Các tính năng mới sẽ sớm xuất hiện trên mạng lưới Bitcoin, qua đó giúp cải thiện khả năng kết nối với các blockchain khác và người dùng sẽ có một cái nhìn khác về tiềm năng ứng dụng đang bị đánh giá thấp của Bitcoin. Một mặt, bất kỳ dữ liệu nào có thể nén thành một hàm băm đều có thể được nhúng vào chuỗi khối và giao dịch đồng thời với Bitcoin. Nhờ vậy, Bitcoin hoàn toàn có thể được sử dụng để đánh dấu tài liệu để tránh bị mất cắp hoặc sửa đổi trong quá trình trao đổi thông tin. Tuy tính năng này cũng chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng sẽ sớm được ứng dụng để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu tập trung. Tại sao lại nên dùng Ether? Nếu điểm mạnh của Bitcoin nằm ở giá trị lưu trữ và tiềm năng công nghệ thứ cấp, thì Ether lại hoàn toàn ngược lại. Các nhà đầu tư thường nhìn nhận việc đầu tư vào Ether như là một cánh bạc, một lựa chọn đầu tư thứ cấp và một kho lưu trữ giá trị thứ cấp. Trái với Bitcoin, lợi nhuận là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ether. Ethereum đang dần chuyển đổi lên một chuỗi khối mới với tên gọi là Ethereum 2.0, nơi các nhà đầu tư có thể kiếm lời từ việc gửi tài sản vào một loại tài sản đặc biệt, tương tự như là gửi tiết kiệm, qua đó biến Ether trở thành một loại tài sản sinh lời hiệu quả. Cánh bạc công nghệ. Cánh bạc công nghệ của Bitcoin đang dần được cải thiện, nhưng tốc độ phát triển lại cực kỳ chậm chạp. Cơ chế đồng thuận của Bitcoin đã tồn tại từ thời điểm ra mắt cho đến bây giờ và được nhìn nhận như một sự đánh đổi để có thể có được mức độ bảo mật cao hơn. Tuy nhiên, công nghệ của Ethereum vẫn còn khá là mới. Mới ở đây, không để chỉ thời gian có mặt trên thị trường của chuỗi khối. Chuỗi khối của Ethereum đã có mặt trên thị trường 6 năm so với 12 năm của Bitcoin. Mà để chỉ công nghệ non trẻ của Ethereum, những thử nghiệm công nghệ mới giúp cải thiện cơ chế đồng thuận của mạng lưới. Đến tận tháng 12 năm 2020, BTC và ETH chỉ có thể được phát hành thông qua quá trình đào và đưa vào lưu thông nhờ công nghệ đồng thuận. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối cùng năm ngoái, Ethereum đã tự kích hoạt dự án chuyển đổi sang một cơ chế đồng thuận mới với tên gọi là Proof of Stake, POS. Với công nghệ mới này, không phải thợ đào mà chính người xác thực giao dịch sẽ chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và được thưởng theo mỗi Ether mới được ban hành. Chuỗi Beacon vừa được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái đã đánh dấu một bước đầu tiên, cũng như quan trọng nhất đối với toàn bộ quá trình chuyển dịch. Mỗi Ether được phát hành trên Beacon sẽ được lưu giữ lại trong các tài khoản xác thực để không ảnh hưởng đến nguồn cung đang lưu thông, đồng thời cũng không cho phép giao dịch giữa các tài khoản xác thực. Trong giai đoạn 1.5 của dự án, Ethereum 2.0, dự án kéo dài trong vài năm, các nhà phát triển dự kiến sẽ hoàn tất chuyển đổi ETH từ chuỗi khối POW sang chuỗi khối POS. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, mô hình bảo mật của Ethereum sẽ trở nên hoàn toàn khác so với Bitcoin. Trong khi Bitcoin tiếp tục được bảo mật thông qua quá trình khai thác, Ether sẽ chỉ được bảo mật nhờ quá trình xác thực. Trong tương lai, chính sự phát triển này sẽ góp phần kiến tạo hai hệ sinh thái bảo mật chuỗi dài hạn và hoàn toàn tách biệt với nền tảng còn lại. Với Ether là một canh bạc bởi nhà đầu tư đang đánh cược vào tiềm năng phát triển của POS hay tiềm năng trở thành giao thức chính trong bảo mật các chuỗi khối công khai. Với tham vọng cải thiện khả năng phân quyền, bảo mật,
hiệu suất, bản thân Ether cũng chính là thử nghiệm POS lớn nhất, tính theo giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch Ether trên thị trường crypto hiện tại. Với tiềm năng của mình, Ether sẽ định hình lại cách mọi người nhìn nhận khả năng bảo mật của các mạng lưới phi tập trung. So với Bitcoin, Ether có thể được coi như một loại hình đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới với tỷ suất rủi ro trên phần thưởng tương đương. Đó là chưa kể lợi thế về độ thanh khoản của Ether. Với Ether, các nhà đầu tư có thể giao dịch 24/7 trên 365 ngày. Đánh cược và DeFi, tài chính tập trung. Ether đại diện cho sự trỗi dậy của các ứng dụng phi tập trung với tên gọi chung là DApps. Như đã nhắc ở trên, hệ thống mã của Bitcoin tuy đơn giản nhưng cũng khá là kém linh hoạt. Bộ mã này được tạo ra cho một nhiệm vụ duy nhất và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này ở mức đặc biệt tốt. Ở hướng ngược lại, giá trị cốt lõi của Ethereum nằm ở tính linh hoạt và chính sự linh hoạt này đã kiến tạo nên sự phát triển của các ứng dụng trên chuỗi khối này. Các ứng dụng đó được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ tiên tiến của Ethereum, từ những thay đổi theo nhóm trên mạng lưới và từ khả năng tương tác với các ứng dụng khác trong cùng mạng lưới. Phí giao dịch trên Ethereum cũng chính là phí giao dịch giữa các DApps được tính bằng đơn vị Ethereum. Tính từ giữa năm 2019, phí giao dịch trên mạng lưới Ethereum đã đang tăng mạnh do nhu cầu sử dụng các DApp DeFi ngày càng lớn. Giải thích đơn giản thì các DApp DeFi chính là phiên bản số của các dịch vụ tài chính truyền thống như là cho vay, vay và giao dịch tài sản điện tử. Số tài sản điện tử khổng lồ được lưu giữ trong các hợp đồng thông minh cũng phần nào phản ánh tốc độ tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ của các ứng dụng DeFi trong một số năm trở lại đây. Hai nhân tố chính đằng sau sự trỗi dậy của DeFi DApps là tiềm năng của các công nghệ mới cũng như một mức lãi suất hấp dẫn của một nền tảng. Sự tăng trưởng của các nền tảng này cũng đến từ những lỗ hổng kinh tế như là trong trường hợp của GameStop và những bất đồng trong nền kinh tế tư bản. Ở hướng ngược lại, các DApp tự thực thi sẽ tự động hóa hoàn toàn giao dịch. Nhờ vậy mà thị trường sẽ không thể bị thao túng, giao dịch sẽ không thể bị đóng băng. Bên cho vay không được tự ý đòi khoản vay mà không có lý do xác thực. Có thể hiểu đơn giản là các nhà đầu tư đều có mức độ ưu tiên như nhau trong cùng một mạng lưới. Ether là một tài nguyên thiết yếu để người dùng có thể tương tác với các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. Nhờ có các bản nâng cấp POS mà các DApp trên Ethereum sẽ không bị ràng buộc bởi các hạn chế kỹ thuật của mạng lưới, dẫn đến nhu cầu sử dụng tăng cao. Giá trị của Ether dự kiến sẽ tăng tương ứng với nhu cầu sử dụng tài sản điện tử để thanh toán các dịch vụ trên chuỗi khối Ethereum. Giá trị lưu trữ. Một điểm khác nhau cơ bản giữa Ether và Bitcoin là tổng cung, trong khi Bitcoin có giới hạn cứng là 21 triệu Bitcoin được phát hành và phân phối dần thông qua thưởng khối từ quá trình khai thác. Ethereum lại phát hành một lượng Ether tăng dần theo mỗi khối, thêm vào đó, nguồn cung cấp của Ethereum cũng là không giới hạn. Một mặt, nguồn cung không giới hạn sẽ cho phép Ethereum lên kế hoạch xây dựng một ngân sách bảo mật cố định. So với Bitcoin, cơ chế phát hành của Ethereum khá là phức tạp, có thể hiểu đơn giản là phát hành tối thiểu để bảo vệ mạng lưới. Trong những năm qua, lượng Ethereum được phát hành ra thị trường ngày càng giảm và dự kiến sẽ giảm sâu hơn nữa sau quá trình chuyển đổi sang ETH 2.0 hoàn thành. Ở thời điểm hiện tại, một nhân tố bù đắp thêm cho điểm yếu này là lượng ETH được giữ trong các tài khoản đặt cược, tức là ngoài lưu thông. Để tránh trường hợp nguồn cung giảm xuống quá sâu và ảnh hưởng không tốt đến toàn mạng lưới, lãi suất tiền gửi về sẽ giảm tương ứng với số lượng Ethereum được đặt trên hệ thống. Dự thảo EIP 1559 được dự kiến sẽ nâng cao giá trị lưu trữ của Ether. EIP 1959 đề xuất áp dụng cơ chế đốt phí giao dịch Ether và loại bỏ một phần phí ra khỏi nguồn cung cấp lưu thông, qua đó cải thiện khả năng chống lạm phát nguồn cung Ethereum. Trên chuỗi khối Ethereum POW, ETH 2.0 sẽ tiếp tục phát hành ETH mới dưới dạng thưởng xác thực và số lượng Ether trong lưu thông sẽ ngày càng nhiều. Nhưng nếu EIP 1959 được thông qua, thì lượng Ethereum sẽ bị đốt cháy dưới dạng phí giao dịch, phần nào sẽ giúp cân bằng lại nguồn cung. Triết lý đằng sau Ethereum là duy trì phát hành tối thiểu để bảo vệ mạng lưới, cũng chính là nhân tố đem lại cho Ethereum giá trị lưu trữ tiềm năng. Bởi nhiều nhà đầu tư sẽ tin rằng nhu cầu của thị trường sẽ luôn lớn hơn tốc độ tăng trưởng của nguồn cung. Tại thời điểm hiện tại bài viết này, các nhà đầu tư đã gửi tiết kiệm gần 3% tổng số Ethereum trong lưu thông trên ETH 2.0. Theo lượng ETH ký gửi tăng dần theo thời gian, lãi suất trên ETH 2.0 cũng sẽ giảm dần và bão hòa ở mức từ 4 đến 5%. Đối thủ cạnh tranh chính của hình thức tiết kiệm kể trên là các nền tảng cho vay tập trung hoặc là phi tập trung cho phép các nhà đầu tư kiếm lời từ tài sản ETH của bọn họ. Trên thực tế, lãi suất của một số giao thức DeFi trên mạng lưới Ethereum thậm chí còn cao hơn đáng kể so với mức lãi suất từ việc đặt cược Ethereum.
Với sự xuất hiện của Ethereum 2.0, các nhà đầu tư thậm chí còn có thể kiếm lời từ các token gốc trên chuỗi khối cơ sở mà không cần quy đổi sang các token khác, cũng như không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau. Sàn giao dịch. Đối với thị trường truyền thông, các nhà đầu tư cổ phiếu thường chỉ giao dịch trên một sàn giao dịch. Tuy các công ty có thể niêm yết nhiều dòng cổ phiếu lên sàn, nhưng quá trình này sẽ phát sinh chi phí đáng kể, chưa kể các loại giấy tờ và các chế định pháp luật liên quan. Thị trường crypto lại theo đuổi một mô hình hoàn toàn khác. Hàng trăm sàn giao dịch khác nhau sẽ tình nguyện niêm yết BTC và ETH mà không đòi hỏi bất kỳ một khoản phí nào hay bất kỳ thủ tục giấy tờ nào để làm như vậy. Các sàn giao dịch crypto luôn có toàn quyền quyết định những tài sản mà họ muốn niêm yết. Hầu hết các giao dịch Bitcoin được thực hiện thông qua USDT, một stablecoin được hỗ trợ bởi đô la và chạy trên chuỗi khối Ethereum. Lợi thế của stablecoin là có thể được chuyển đổi nhanh chóng giữa các sàn giao dịch mà không cần quan tâm đến chế định của mỗi sàn. USDT cũng được dùng chủ yếu trong giao dịch Ethereum, tuy tỷ trọng không lớn bằng Bitcoin, tuy nhiên Ethereum lại ít được sử dụng trong giao dịch Bitcoin và bản thân cặp Bitcoin-Ethereum cũng không chiếm tỷ trọng quá lớn trên thị trường Bitcoin. Sàn giao dịch Fiat BTC ETH lớn nhất thời điểm hiện tại là Coinbase, một công ty có trụ sở chính tại San Francisco và đang dục dịch IPO. So với các sàn giao dịch truyền thống, một điểm khác của các sàn giao dịch crypto là thiếu minh bạch dữ liệu liên quan tới tổng khối lượng giao dịch. Chính sự thiếu minh bạch này đã cho phép một số sàn giao dịch giả mạo dữ liệu giao dịch để thu hút các nhà đầu tư và các coin mới sẵn sàng trả tiền để được niêm yết. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch lớn cũng có khối lượng giao dịch không quá đáng kể. Một điểm khác nữa chính là sự thiếu đồng nhất trong giá trị của một số sàn crypto, một ví dụ điển hình là Bitcoin. Do được giao dịch trên rất nhiều sàn giao dịch khác nhau, nên crypto này mới có thể có nhiều mức giá cùng một thời điểm bất kỳ, tùy theo mức giá niêm yết trên sổ lệnh. Cũng vì thiếu đồng nhất, nên quá trình định giá chính xác các danh mục đầu tư liên quan đến Bitcoin trở nên gặp khó khăn hơn nhiều. Để giải quyết vấn đề này, thị trường crypto dựa vào dữ liệu đầu vào từ các sàn giao dịch khác nhau để tính toán ra chỉ số trung bình. Chỉ số này có vai trò đại diện cho vị thế của một thị trường. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ phần tiếp theo của bài viết này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparrow, còn mình là PinkDot. See ya!